Không bỏ công các chàng trai mong chờ, cô gái cuối cùng đã xuất hiện. Hồng cái gì? Ai chọn Hồng vậy? Phú chia buồn cùng với hai bạn. Trời, Nghĩa. Ai vậy ta? Nghĩa thở dài kìa. Cái gì vậy Nghĩa? Từ từ. Yeah, chào mừng em. Chào em. Ba đứa anh là ba thành viên của anh Nam biết. Của nhà chung. Tụi anh có nhiệm vụ là thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị, để make up tóc tai lộng lẫy ra đây đón em. Hai bạn này đứng xa ra ha. Em tên gì? Dạ em tên là Bảo Yến. Đinh Bảo Yến, 23 tuổi, là một ca sĩ trẻ, hiện đang lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, đã trải qua hai mối tình. Xin chào, mình tên là Đinh Bảo Yến, mình năm nay 23 tuổi, hiện tại mình là ca sĩ tự do và mình cũng đang tham gia lớp kịch ở sân khấu kịch Hồng Vân để bổ sung thêm cho cái công việc ca sĩ hiện tại của mình. Mình có một cái mẫu bạn trai đó là chững chạc, cao một chút, ngoại hình sắc sửa sạch sẽ. Công việc thì cũng chỉ cần có một mục tiêu nhất định cho tương lai và nghiêm túc với điều đó, và đặc biệt là yêu thương mình và yêu thương cả gia đình của mình nữa. Lớp 6 mùa 5, yeah! Đã lỡ giao kèo với nhau nên cả Nghĩa và Dũng đành phải nhường phần làm quen cô gái mới cho Phú. Yến, nghe nói em làm ca sĩ hả? Dạ đúng rồi. Em là Bảo Yến. Em đi ngủ rồi. Nói chuyện đi, nói chuyện đi. Dạ hả? Em đừng nói chuyện anh, cho phép á. Ừ, cho phép tới chỗ hết tức là được. Cho em đi ngủ rồi. Em đi cái này em có dắt người em theo không? Thì... anh phải hỏi để em phòng ngược cái việc có cặp đôi bí ẩn. Dạ. Ờ, đúng rồi. Là trong đây mình 8 người thì mình sẽ có một cặp đôi bí ẩn. Thành ra mình phải hỏi trước. Có thể không mà. Ừ. Có thể có một cặp đôi bí ẩn. Hai người có đang giả bộ tâm vấn nhau không vậy? Hồng được, ơi đừng kể 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 Ủa, em, tại sao có phụ chí tinh ở đây á? À, tại vì do em bận áo sơ mi hồng, em sợ lạnh nên em bận áo len. Sợ lạnh mà cho anh. Đúng rồi. Anh cũng sợ em lạnh. Cái này có vẻ không ổn em nhỉ? Em đây thì thôi. Ổn hay không ổn thì tới chứ. Đó thì cũng nên chí tinh thì mình cũng là bị gai keo thì cũng phải chấp nhận nhớ. Mình là kẻ cuối cùng mà. Mình còn một vụ nữa. Nhìn tóc dáng em cũng cân đối ha, nhưng mà cho anh hỏi cái này một chút xíu thôi. Cho tụi anh hỏi cái này xíu thật, xíu chiều. Chiều cao thằng này. Rồi, nếu mà em thắng thì em được quyền trở lại là người thắng cuộc hả? Đâu, rồi. Nãy mình cá vụ áo mà. Còn bây giờ cái này là không ảnh hưởng gì đến. Anh hỏi chơi cho vui thôi. Hỏi chơi cho vui thôi hả? Trời vậy thôi, hỏi làm chi? Em cao 1m. 1m6, nhưng mà thường em khai là 1m62. Anh thấy không? Tại vì em... Anh thấy không? Rồi, bao nhiêu ký? Vậy thôi, không cần hỏi trên mạng ở đâu. Anh đoán. Anh đoán khoảng... hồi nãy chắc... Hồi nãy anh đoán em khoảng 48kg, nhưng mà chắc nhẹ hơn đúng không? Trời ơi, sao anh hay quá nhỉ? Thấy chưa? 47kg. Thì đoán 1m6, 47kg. Ôi! Trời ơi! Em nhảy ra khỏi theo luôn Nghĩa. Em không biết quá Nghĩa. Chính xác tới từng con số luôn. Không sai một ly luôn. Không sai một ly luôn, nha. Yeah. Bình thường em cũng lanh lắm mà em gặp anh giống như là em tắt đài luôn. Sau này em sẽ lấy một cái cuốn sổ với cây viết đi theo anh học nha. Ok. Thì anh lấy cuốn sổ anh. Ở Sài Gòn em ở đâu? Thì em ở Bình Tân. Ở Bình Tân? Bắt tay. Ông em, quen không? Anh ở Bình Chánh. Biết mà.
các bạn nam tới đón một cách rất là nhiệt tình rồi còn chọc ghẹo mình nữa. Mà bình thường mình là một cô bé khá là lanh lợi, thì khi mà gặp các bạn nói chuyện chọc ghẹo tự nhiên mình cảm thấy ngại ngùng mắc cỡ luôn á. Người nào nói nhiều nhất thì có lẽ là mình sẽ tương tác nhiều hơn, tại vì họ nói nhiều rồi xong rồi mình cũng tương tác nói chuyện lại với họ nhiều. Cho nên là mình nhớ nhất là cái anh gì ta, mình chưa kịp nhớ tên, nhưng mà anh là MC và nói chuyện rất là linh hoạt, duyên dáng. Anh Phú ơi. Trời ơi, mấy con sâu. Anh Phú. Em đợi Chi xuống nha. Sao gọi Chi? Em đợi chồng cũng nha. Hết đất. Hết đất này là 15 cái rồi. Hết đất tại chỗ, 15 cái. Tại chỗ. Vừa nãy là... Khoan, em đứng đây để chứng kiến một sự hết đất. Xem ra các chàng trai rất nghiêm túc thực hiện giao ước của mình. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái được rồi. Còn 5 cái nữa. Thôi 5 cái thôi, tặng 5 cái. Giao kèo có 5 cái à. Rồi, mời em vô. Xách đi, bây dằn quá. Anh gà lăng quá. Cảm ơn em. Em mặc áo khoác không? Dạ không. Hơi gần rồi nha. Chào mừng em tới với nhà chung ở Đà Lạt. Trời ơi, việc sách thôi mình cũng than rồi. Người ta muốn sách thì anh không được đây nè. Đâu. Người ta muốn sách là không được đây nè. Bạn mới. Xin trân trọng giới thiệu nữ ca sĩ Bảo Yến. Rồi, anh mọi người làm quen với nhau nha. Xong rồi chuẩn bị xuống ăn sáng. Sự xuất hiện của cô gái mới đã làm cho các chàng trai đứng ngồi không yên. Anh phải cảm tưởng vừa nãy là bạn ấy chấp nhận chịu thua cuộc để gọi là để xách đồ hộ của bạn nữ kia thì không có. Em chấp nhận hết đất rồi để đỡ bạn đó xuống đấy. Cho nên em có hỏi ý kiến của anh Tú mà anh không trả lời. Thôi thì chấp nhận hết đất thôi, nhưng mà chấp nhận hết đất thôi, em chấp nhận tiếp cận thì em sẽ chấp nhận hết đất. Đúng rồi, cứ như thế thôi, không phải hỏi ý kiến ai cả. Nhưng mà cứ mỗi lần anh kêu hết đất là em phải hết nha. Nhưng mà em hỏi ý kiến anh cho phép thì em... Không. Anh cho phép thì em cứ hết đất. Em chơi nó phải tử tế chứ không anh cũng phá kèo á. Nếu em phá kèo ở đấy thì anh cũng phá kèo, anh cũng vào á. Tuyệt vời anh Dũng, tuyệt vời. Đúng không? Những tại người đàn ông giữ lời hứa và trân trọng cái kèo. Ủa, em cũng có phải là hứa rồi nào? Không, em cũng vậy, em cũng rất tuyệt vời. Những người đàn ông giữ lời hứa và trân trọng cái kèo. Em, khi nó quay mặt đi thì bọn mình là một người đàn ông. Tùy. Theo Phú thì bạn nữ mới rất là dễ thương. Bạn nữ mới là một ca sĩ. Thì Phú là một MC thì cũng gặp khá nhiều bạn ca sĩ nên là tiếp xúc với bạn sẽ rất là dễ. Và thường thì các bạn ca sĩ sẽ rất là hòa đồng, rất là dễ nói chuyện và các bạn rất là hoạt bát, vui tính nữa. Thì đây hứa hẹn sẽ là một người rất là hợp với Phú. Bảo Yến là một bạn là rất là hài hước và vui tính nhất trong đám của cái bạn gái của mình. Thì vừa vào là em đã thấy mình nói chuyện là rất là có duyên rồi, cho nên em nghĩ là cuộc hành trình sắp tới sẽ rất là vui. Bảo Yến là một người rất là dễ chịu. Em nghĩ sắp tới là Bảo Yến sẽ trở thành một nhân tố rất là thú vị. Với ánh mắt nhìn rất là ghê gớm của Phú thì Phú sẽ là người tiếp cận một cách rất là mạnh mẽ. Phú chỉ được tiếp cận có 2 ngày thôi, thành ra là các bạn vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà Thanh Phú tin là bạn nữ này tính tình sẽ rất là hợp với Phú. Và Phú rất biết cách tận dụng giao ước để giành lợi thế cho mình. Bây giờ các bạn không được ngồi bên này chỉ có Phú với Yến ngồi thôi. Các bạn còn lại qua bên này ngồi. Thôi vậy. Tại vì hãy hỏi hai người đàn ông còn lại. Anh đã làm gì vậy? Anh đã làm chuyện sai trái. Rồi. Là... Rồi vô ngồi. Nhờ Phú cả Yến ngồi bên cạnh nhau. Không cho hai người này cặp đôi bí ẩn nha. Mời chị vô đi chị. Ok, mời. Cho đến bữa ăn sáng, Phú vẫn tỏ ra rất quan tâm đến Yến. Tại sao lại có một người đàn ông ga lăng như vậy chứ? Người bố quốc dân mà. Bố phải lo cho con chứ. Papa. Ai ga lăng với em từ sáng tới giờ nhất Yến? Em sẽ gọi anh là Papa nhá. Các bạn là bốn bạn nữ đẹp gái nhất ở đây. Đối với anh chỉ có 3 người đẹp. Người kia cho Phú... Là sao? Ý là sao? Ý đang nghi ngờ Yến là gì đó, anh không dám đá động tới. Ủa sao lúc nào mà em vậy nè. Nhưng mà nghi ngờ thì liên quan gì đến vẻ đẹp? Đúng, sắc đẹp đúng rồi, sắc đẹp thì hai người này nói là anh với bạn này là cặp đôi bí ẩn, thành ra tối nay đã nhắn tin dặn bạn này mặc áo hồng để sáng nay anh đoán là áo hồng. Anh em nhưng mà trong khi là tối nay anh dặn bạn này mặc áo sơ mi hồng mà sáng nay bạn mặc áo len mà. Em nói anh một điều như vậy. Những cái người mà tỏ vẻ thân thiết với nhau á là họ sẽ không có gì hết. Còn những người mà họ khi nói họ bơ bơ nhưng không có gì họ diễn á thì anh cứ tin đi, họ là cặp đôi đó. Thì anh phải thấy rằng nãy giờ em rất là tự nhiên, anh hiểu không? Anh hôm qua không nghĩ em
mà. Anh tin em đi. Cái mặt của em nó rất là thật thà, hiện hai chữ thật thà, thấy không? Đúng rồi, anh đâu chữ thật thôi, chữ thà. Em chụp lại không? Em đi ăn, từ lâu em chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân, ok? Chào em. Rồi, xong rồi đúng không? Chắc chắn cái. Không, em miễn tội anh. Đúng rồi. Bây giờ hồi nãy anh cũng 10 cái, em anh cũng 10 cái. Cái tội anh chụp hình với gái em không cho phép. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Giỏi quá, giỏi quá. Ngày nay ông tuyệt vời.